Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là With Vlog đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tải game Snip God. Đây là tựa game bắn súng này. Tựa game bắn súng rất là được rất nhiều người yêu thích này. Thì game này rất dễ, như là toàn bộ tất cả các máy cùi đều chơi được. Nó chỉ có cần RAM là 1GB RAM thôi, với OD là khoảng 10GB. CPU là đời rất là cũ rồi, vẫn chơi được nè. Họ chơi cho Win 7, Win 8, Win 8, 1. Đây. Thì các bạn phải vào cái trang web này nè. Trang web mình sẽ để link bên dưới nha. Đây, khi chúng ta vào, chúng ta sẽ kéo xuống đây. Các bạn hãy so sánh máy mình với game nha. Đây, giờ mình sẽ làm thử. Các bạn ấn DX. Đây, các bạn ấn nút mà cái bên nút cần tròn đấy, nút Start đấy. Đây, Start cộng X, âm X là âm này nè. Đây, các bạn ấn Run, ấn vào Run đây. Khi DX, DX, G. Đợi khoảng một lúc sau nó thì nó sẽ hiện ra như thế này. Thì các bạn hãy so sánh. Đây là CPU của mình i5. Ở đây chỉ có nó chỉ cần i2 thôi, để cũ ấy nó vẫn chạy ok mà. Đây mình i5 được mà. Đây nó ra 1GB, mình 10 đến 16GB lận. Đây như là ở đây nó không bị kẹt mà lắm. Ở đây Win 10, Win 7 chắc nó chắc Win 10 vẫn chơi được, mình tin là Win 10 vẫn chơi được. Đã bao giờ Win 10 chơi được. Đây, các bạn đang làm hồi nó chạy. Xong, đây. Chúng ta phải cần tới 5GB để đào này về. Đang đào. Ok, mình chỉ đào có 33 phút rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục đến phần tò mò xíu. Các bạn ấn Home trở về đây. Ở đây có rất là nhiều game nổi tiếng từng tiền, mà ở đây nó là hàng phi hàng crash nên các bạn khỏi lo. Khi các bạn đào về, các bạn chuyển chạy nét ra thôi, nó có vài crash cài sẵn trong đó. Đây game này game gì ai nhìn rất là mới nha. Đây những game mới không. Ok, đây có WWE nè, 2K18 này. Game mới mình chưa chơi qua mấy game này bao giờ. Thì các bạn chừng gõ không này thôi. Thôi để chạy thì mình sẽ ghi đây. Đây và cái đi chạy xíu mình sẽ để bên dưới video. Đây có nhiều tựa game nha, game ma, đủ thể loại game. Đây FIFA, game kinh dị. Các bạn có thể ấn bên này để là game thể thao, game nhập vai. Game này có vẻ như là ngầu. Đây nhưng mà cái máy mình dung lượng OC rất là ít nên là không đau được nhiều game. Đây chúng ta có nail to lận auto đen gì đó. Đây chip đen gì đây. Game này cũng rất là hot đấy, nó ra tới auto phần 4 hay sao rồi. Đây có rất là nhiều thể loại nha. Ok, video mình chỉ hướng dẫn tới đây thôi. Nếu các bạn thích thì nhấn like cho mình nha. Cảm ơn các bạn.